Nemanja Matic, quái vật trung lộ một thời của The Blues. Những năm tháng đẹp nhất trong sự nghiệp của Nemanja Matic gắn liền với màu áo Chelsea, kể cả dưới thời huấn luyện viên Jose Mourinho hay huấn luyện viên Antonio Conte. Tháng 8 năm 2019, ban lãnh đạo Chelsea đồng ý chi 1,5 triệu bảng cho MFK Kosic để đón Nemanja Matic về sân Stamford Bridge. Cần phải nhấn mạnh rằng cầu thủ người Serbia từng khởi nghiệp trong vai trò một số 10. Chính bởi vậy, cũng rất khó để Matic có thể cạnh tranh vị trí chính thức tại sân Stamford Bridge trước sự xuất hiện của nhiều tiền vệ tấn công đẳng cấp như Frank Lampard, Juan Mata hay sau này là Oscar. Nhưng sau khi được kéo xuống vị trí tiền vệ trụ ở Benfica và tỏa sáng, Matic đã trở lại Stamford Bridge với vị thế khác. Nền tảng thể hình, chiều cao lý tưởng, sở hữu sức mạnh vượt trội trong các tình huống tranh chấp tay đôi, cộng thêm khả năng cản quét đáng kinh ngạc, đồng thời sẵn sàng làm thêm cả nhiệm vụ phân phối bóng từ xa để biến anh trở thành một trong những tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất thế giới. Anh như chính Jose Mourinho đã nói, tôi nghĩ rằng Matic chính là một con quái vật. Bóng đá 24 giờ sống trên đường pitch.